những chuyện anh không thể nào nói được. Ngay cả vợ của mình hay sao? Nó không có liên quan tới em. Vậy còn em, có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Em cũng là phụ nữ, tất cả những chuyện đó sắp vượt mức chịu đựng của em rồi. Mình ly dị đi. Em thôi đi. Giờ nó đến 10 sao? Mình vô nhà thôi. Lúc này là anh nhận được giải thưởng điện ảnh đầu tiên đó. Bảo. Anh Bảo. Anh Ân. À, chào em. Khỏe chưa? Dạ. Đây là anh Ân, quản lý của anh. Em chào anh. Không sao, anh giúp cho em nhớ. Ráng nhớ anh nha, không nhớ là không có tiền đâu á. Anh có nhớ em không? Bin, trợ lý của anh. Từ bây giờ em sẽ nấu canh ốc heo với bí đỏ cho anh ăn. Để anh bổ ốc nha. Cảm ơn em. Bậy rồi. Anh Ân, làm cho anh nhớ. Phải làm gì nè? Ê ê ê ê ê, 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 ê.
thử nè. Quy, quy, quy. Yeah. Ờ. Từ từ nhớ, từ từ nhớ. Anh Bảo. Anh Bảo về rồi hả? Em gái của anh hả? Là con của tụi mình đó. Đó là trường đại học của tụi mình á. Cũng là nơi lần đầu tiên em với anh gặp nhau. Valentine năm nay mình vẫn vậy, vẫn hạnh phúc với người con trai ấy. Chàng hoàng tử dịu dàng đến ngất ngay của lòng mình. Tỉnh đi bà nội, diễn cho sâu. Xong, hết vai. Tôi diễn tốt vậy mà ông diễn dở ẹt à? Bộ hôm qua ông đọc kịch bản hả? Trời, có phải diễn viên đâu, ông diễn cho hay. Với lại, nãy giờ gồng muốn gãy dáng quên kịch bản rồi bà ơi. Thôi kệ, cho ông 10.000 nạp tiền điện thoại đi. Không. Cho mượn 10.000 đi, coi như công nãy giờ diễn xuất đi. Không. Không cho mượn á, là năm sau là nghỉ diễn ha. Là chơi Valentine một mình nha không? Lì lịa. Cái này nữa là 200.000 đó nghe chưa? Yên tâm đi, đủ 1 tỷ tôi trả bà lương nha. Nè. Sang sang ơi. Trời ơi, cao xanh ơi, cao xanh ơi. Trời, không phải vậy đâu. Nhìn cái nết vạch áo là biết có chuyện rồi. Trời ơi. À, xin lỗi. Này là anh Bảo hàng xóm của tôi á. Học chung trường mình á, anh hay quýnh đất tôi vậy nè. Trời ơi, hiểu lầm rồi, tại cái áo. Xin lỗi, tại nhìn phía sau giống sang sang quá. Xin lỗi. Tại cái áo mà. Còn trả cái áo đánh đít nữa hả? Mày mến. Hiểu lầm mà, chụp tấm hình làm kỷ niệm nè. Vậy thì bây giờ sang sang ở đâu? Sau khi bọn em tốt nghiệp đại học thì sang sang đi Đức du học. Bọn em cũng ít liên lạc với nhau. Anh yên tâm đi, từ từ rồi anh cũng sẽ nhớ lại mà. Coi chừng ướt đó con. Dạ. Đưa mẹ đi khám bệnh rồi. Sang Sang giận á, chừng nào em tới thì báo em biết. Sang chắc nó cũng sắp về tới rồi, hay là em vô quán của anh ngồi chơi xíu đợi nó. Dạ thôi, cảm ơn anh, em đi chút xíu em quay lại cũng được. Em thôi, hay là em cứ vô ngồi chơi xíu đi, Sang nó sắp về tới rồi. Anh thích em. Ly nước này có tên là anh thích em đó. Em muốn thử đi. Ừ.
Ngon quá à. Ủa, tại sao quán của anh có tên là Full House? À, tại mẹ của anh rất là mê phim Hàn Quốc, đặc biệt là cái phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. À, ở đây còn một ly nữa, có tên là Em Thích Anh. Con có muốn thử không? Nè, anh kỳ quá à, chọc con hoài. Chứ nó gà mờ quá, chừng nào mới cưa được con nhỏ. Xong. Xong. Con lấy bối cảnh bên này nha. Ủa? Nè, uống cà phê đi. Dạ, cảm ơn bác. À, anh giới thiệu với em, đây là anh Ân, hàng xóm cũ của anh. Giờ anh đang sống ở Sài Gòn đó, đang là một trong những bọt show lớn ở Sài Gòn. Em chào anh. Trong thời gian này, Bảo cần có thời gian nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều. Dạ, con cảm ơn chú. Con cảm ơn bác sĩ. Hai con về nha. Dạ, tụi con xin phép. Để làm cái món này à, là phải để cho gạo lên men từ 2 tháng đến 1 năm. Còn bây giờ nhanh gọn lẹ, chỉ cần trộn với giấm rồi ra món này. Đời bây giờ không ai chờ đợi được lâu hết, cái gì cũng phải nhanh gọn. Nhưng mà sức khỏe của anh Bảo chưa có ổn anh. Giờ những thuốc thì em lo được cho Bảo mà, chuyện bình thường không gì hết. Nhưng mà như vậy là liều lắm đó. Liều phải làm mấy cái hợp đồng là ký trước khi mà Bảo gặp tai nạn, rất là nhiều luôn. Mình mà không làm đó, bán hết tài sản không có đủ đền hợp đồng cho người ta. Mấy anh em nhức đầu dữ lắm luôn, phải tìm cách này cách kia nói, mệt lắm rồi đó. Anh chưa bình phục hoàn toàn mà. Chỉ là học thêm diễn xuất thôi mà, anh chỉ cần học cái mới mà không còn nhớ lại cái cũ. Bài phải nhớ cái cũ, cái nét diễn nó tạo nên thương hiệu của em. Em mà làm cái mới á, giống như một thằng diễn viên mới ra trường không được, khán giả không quen nhìn. Ráng cố gắng nhớ, nên mình sẽ giúp em. Thôi được rồi, em sẽ giúp anh. Dù sao thì em cũng không thể để anh một mình được. Tuyến nhân vật còn lỏng lẻo, các phần đoạn kết nối với nhau còn rời rạc. Cần xem lại đường dây câu chuyện. Xếp hàng giùm anh cái đi, đông quá à. Bây giờ phải xếp hàng thì mới giải quyết được vấn đề chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nè rồi xuống đi rồi. Dạ cảm ơn anh. Bạn ơi bạn, xếp hàng đi chú. Mình không có ý định mua điện, bạn xếp hàng mua tiếp đi hả? Nhưng mà em cũng phải đưa tiền cho em, em không mua đẹp. Tiền cái gì? Mua đâu. Nhưng mà bạn xong anh rồi ơi. Đó. Ok, em mua. Điện này em không thấy dán tem. Hả?
Anh nghe, anh tên là gì? Em tên Điềm. Từ bạn ơi. Nãy giờ anh chờ nói với tôi đi bạn. Em ơi, em vui lòng xếp hàng để anh ký cho mọi người trước đã, rồi có gì anh ký cho em. Em ra xếp hàng đi em ơi. Ý của em đĩa này là đĩa lậu. Trời ơi. Lậu hả? Đĩa lậu. Ôi, đĩa lậu. Sao vậy, cứ xếp hàng đĩa gì nữa. Đĩa hàng loạt để bán, gọi là lậu đĩa chứ gì nữa. Nhìn cái đĩa là biết không phải đĩa gốc à. Tên. Chờ anh một chút. Là mày đúng không? Thấy. À. Đúng rồi. Ui thì ghê. Không lậu đĩa. Làm cho xếp hàng nãy giờ. Tất cả đều là lỗi tại Tâm. Tại vì mẹ Tâm đang bị bệnh nằm trong bệnh viện. Ba Tâm á thì lo đi làm nhiều quá, bây giờ bị tai nạn nằm trong bệnh viện luôn rồi. Bây giờ không biết làm sao, anh gia đình còn mỗi mình Tâm à. Em xin lỗi anh kia. Gia đình em còn có mỗi mình em mà em không biết làm sao, anh rối quá em mới làm vậy. Cái đĩa. Cảm ơn em vì đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này. Xin lỗi anh, em không có ý. Không không không, lỗi ra bọn anh. Anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Nhân đây, Khang cũng xin phép xin lỗi tất cả mọi người, và đặc biệt là những người đã mua đĩa. Khang xin phép thu hồi lại đĩa và hoàn trả lại tất cả tiền cho tất cả mọi người. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ lượt đĩa tới của Khang. Xin chân thành xin lỗi mọi người. Mày diễn sâu quá rồi đấy Tâm ạ. Nhưng anh thích. Anh thích lắm. Tốt. Con nhà giàu, học giỏi, hơi gian xảo một chút, nhưng lại luôn chiếm được sự ngưỡng mộ của mọi người. Đây sẽ là một hình tượng trong nhân vật mới của tôi. Nam chính Gia Khang. Tôi sẽ xin gia nhập đội kiếm đạo. Bà bị điên rồi. Tào lao. Đây á không phải là gu của tôi, chỉ là tôi muốn tìm hiểu và viết về hình tượng nhân vật của anh Khang trong truyện ngắn tiếp theo của tôi. Chào trưởng tướng. Bạn tìm ai? Xin lỗi nha, bạn đến trễ rồi. Nhưng mà hôm nay mới là ngày cuối mà. Đúng, nhưng đội mình đã kiếm đủ người và bạn cũng không có chuyên môn. Bạn có quyền kiểm tra thử. Ok, về kiểm tra chút nha. Thế bạn cho mình biết, Kendo là gì? Kiếm đạo là một bộ môn hướng tới sự phát triển của con người thông qua sự hợp nhất của ba yếu tố: khí, kiếm và thân. Khi Kenta Ichi, với sự giúp đỡ của kiếm, đối với những người học kiếm thì việc chiến thắng bản thân quan trọng hơn là việc chiến thắng đối thủ. Trung kiên, người có tinh thần vững như đá, luôn quan sát tình hình thi đấu của đội. Nếu như trong hai trận đầu mà đội thua thì người này phải thắng, buộc thắng, nếu phải thắng. Giải thích cũng khá là thú vị đó. Tiếp. Người kia là chủ tướng, luôn giải quyết các vấn đề phát sinh, là chỗ dựa tinh thần của toàn đội. Người này luôn là giỏi nhất. Còn đây là tiên phong, người luôn cực kỳ tràn đầy năng lượng, là người luôn tạo động lực cho cả đội, thường là người hung hăng nhất và nhanh nhất. Nhân. Anh mệt rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Anh nghỉ ngơi đi. Được không bạn? Khá lắm. Cũng khá là tinh mắt. Nhưng mình nói ngay từ đầu, đội mình đủ người, không có nhu cầu tuyển thêm. Y tế! Hẹn bạn năm sau, xin lỗi bạn. Có chuyện gì thế em? À, có công viên mới.
Em vừa kiểm tra nhưng cũng bình thường. Nè, tôi trả lời đúng hết các câu hỏi của bạn mà. Nhưng ngay từ đầu mình đã bảo là đội đủ người, không cần tuyển thêm. Cái việc chọn thêm người sẽ tốn thời gian của anh Bảo. Đội mình thêm một người cũng có sao đâu. Anh chọn em rồi đấy. Anh Khang. Anh Bảo. Lại có cư viên mới nhưng đội mình đã đủ người rồi. Có đâu. Hả? Nào. Em được vô rồi đó. Anh nhận. Mang bạn đi giới thiệu phòng tập đi nhé. Kể ra cũng may ấy chứ. Hóa ra là ông chỉ bị mất trí nhớ, chứ không phải là bị thần kinh như trên mạng nói. Thôi, anh đừng có xem mấy cái tin tức đó nữa. Chuyện này anh Ân giải quyết được mà. Anh này, thế em còn nhớ thêm gì nữa không? Chẳng hạn như chuyện là ngày xưa anh em mình rất thân với nhau ấy. Chiều chiều bọn mình toàn ra bờ hồ để đấu kiếm với nhau mà. Đấu kiếm hả? Ừ. Ngày xưa ấy, tôi là ca sĩ tin ở trường. Ông hâm mộ tôi lắm. Mỗi tháng tôi ra đĩa, ông đều dành dụm tiền để mua đĩa ủng hộ tôi cơ mà. Thật. Chú Khang ghép cái này cho con đi. Từ giờ bé Sù gọi chú Khang bằng anh luôn nhá, cho giống anh Bảo. Lần này anh Khang về chơi lâu không? Lần này anh về làm việc cho công ty của gia đình. Chị hả? Hôm nay qua đây cũng muốn gặp em. Em á? Có chuyện gì vậy anh? Thì khi anh làm việc ở công ty, anh thấy một số kịch bản của em gửi qua. Anh nghĩ cũng đã đến lúc anh phải thực hiện những lời nói năm xưa anh nói với em rồi. Anh còn nhớ sao? Đương nhiên. Nè, con ăn đi. Dạ. Câu hỏi dành cho anh Đình Bảo. Thì được biết là bộ phim này là do cô Mi Minh viết kịch bản. Thì không biết là cảm giác của anh như thế nào khi mà đảm nhận vai chính trong kịch bản của cô họ mình. Tôi cảm thấy rất vui và bất ngờ. Tôi sẽ đầu tư hết sức vào vai diễn để truyền tải kịch bản của cô ấy một cách tốt nhất. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thưa anh Đình Bảo, chúng tôi được biết anh với Hot Girl Kelly có nhiều dự án hợp tác với nhau. Vậy chuyện phim giả tình thật có xảy ra với hai người hay không? Dạ, đây là câu hỏi riêng tư. Hay là anh đổi câu hỏi khác đi. Nhưng công chúng đang rất là quan tâm tới cuộc sống cá nhân của anh. Anh hãy cho chúng tôi biết câu trả lời chính xác về những tin đồn này. Chuyện riêng tư của Đình Bảo chúng tôi sẽ gửi thông cáo báo chí cho các bạn. Bây giờ các bạn hãy tập trung hỏi những câu hỏi trọng tâm tới dự án của chúng tôi. Tôi là trận đánh giao hữu, nhưng mọi người đều phải cố gắng hết sức, nghe rõ chưa? Rõ. Hy vọng là anh Khang sẽ đánh đối thủ giống như là đánh tôi. Và sau đây là trận đấu giao hữu giữa hai đội Khang Yukai và Hareta. Chúng ta mỗi đội có 5 người. 3 trận thắng 2 coi như thắng. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Xin phép. Thank you.
cho anh Bảo. Với dự án này thì anh nghĩ là sẽ làm cho hệ phòng làm tốt. Bé là người mới của công ty mình á, dễ thương lắm, biết nghe lời, anh nghĩ là sẽ thành công giống em ngày xưa. Sáng nay anh nhắn em cái gì vậy? Kêu em tập kỹ Kelly là sao? Thì nhắn em vậy đó, sao hỏi lại anh? Kelly là người đẹp mà em, có sắc, còn cái chuyện có tài thì mình từ từ mình tính. Xứng đáng với em mà Bảo, đâu phải hạng tép riêu đâu. Nhưng mà em đã có gia đình mà, con gái của em sẽ nghĩ sao vậy em? Gia đình em sẽ hiểu, con gái em sẽ hiểu. Tên tuổi em bây giờ đang đi xuống, nếu không có scandal thì không thể nào đi lên được. Hết cách. Em có biết là mấy nhà đầu tư đang rút dần những cái dự án với mình lại, một số nhà đầu tư khác thì đang kiện mình. Em chỉ anh cách làm đi Bảo, còn cách nào khác không? Mà em sao vậy? Hồi trước em đâu có dị ứng với mấy cái trò này đâu. Anh nói em á hả? Ờ. Hồi trước em ok với mấy cái chuyện này. Chẳng những ok, em là người bày ra những cái trò đó. Anh xem đi, những cái trò bẩn là của em hết. Nó còn kinh khủng hơn cái chuyện anh kêu em cặp với Kelly. Hết cách. Anh hết cách rồi anh mới làm. Nếu còn cách khác thì anh đã chọn rồi. Em hiểu mà đúng không Bảo? Mình đi con. Dạ. Em biết rồi, để em qua. Có chuyện gì hả anh? Su ơi, Su vô trong với mẹ trước nha, ba bảo có việc phải đi một xíu. Su biết mà, anh bảo không bao giờ giữ lời hứa hết. Anh bảo xin lỗi, lần này anh bảo hứa, anh bảo chắc chắn sẽ về kịp. Anh bảo hứa nha. Anh bảo hứa. Mình đi lẹ đi con, trễ rồi đó. Ngày xưa, ở trong một khu rừng nọ, có một đôi bạn chơi rất là thân với nhau. Đôi bạn đó tên là Thỏ và Rùa. Một ngày kia, Thỏ bỗng dưng nói với Rùa rằng: anh đã thu xếp tất cả mọi thứ rồi. Chỉ cần em và Kelly diễn thật tình tới bước từ trong khách sạn bước ra, ngày mai trang nhất của tất cả các tờ báo sẽ hiện hình ảnh nó lên, sự nghiệp em sẽ được cứu. Thoại đi. Hôm nay là chung kết cuộc thi kể chuyện của bé Xù đó. Sắp tới lượt bé Xù diễn rồi đó. Thôi được rồi, anh về liền bây giờ. Anh hứa với em, lần cuối cùng thôi nha. Không có lần thứ hai anh thề, anh cũng đau đầu lắm rồi. Charlie đã chuẩn bị rồi đó. Xù nè, không sao, bà Bảo đang trên đường tới. Bây giờ hai mẹ con mình tập lại với nhau nha. Dạ, mà ông Bảo vừa kịp đâu. Lát nữa đi ăn cái gì nè? Ăn đồ Hà Nội nha. Con cảm thấy rất là buồn và sợ. Kỳ Lân mẹ thì cứ khóc hoài. Kỳ Lân cha phải đi kiếm ăn xa. Hai bà mẹ con ở nhà một mình.
cũng có một lúc Kỳ Lân cha đi nhiều ngày mới trở về. Bỗng nhiên con Bảo Hiếu đến. Kỳ Lân con với Kỳ Lân. Mẹ không nghe một tin tức gì của Kỳ Lân cha. Kỳ Lân con cứ chờ, cứ chờ. Hôm nay Sù quá giỏi luôn. Anh Khang, quà của bé Sù này. Sù cảm ơn. Chúc mừng bé Sù nha. Chào em. Đây, đưa mẹ cầm bớt cho. Ơ Bảo, sao hôm nay ông đeo khẩu trang cute thế kia hả? Nhà mình hôm nay phải đi ăn liên hoan gì chứ nhở? Bé Sù thích ăn gì nào? Dạ, ăn gì cũng được. Hay là nhà tự mình đi ăn bò bít tết nhá. Ok. Anh Khang bận như vậy mà còn tới tặng quà cho bé Sù nữa nè. Thì tự nhiên hôm nay anh Khang rảnh nên anh Khang lại qua chơi với bé Sù ấy nhờ bé Sù nhờ. Dạ. Yeah. À, hay là bé Sù đi chung xe với anh Khang nhá. Yeah. Ok, đi nào. Cả nhà vào đi. Wow, nhà anh Khang đẹp quá đây. Cái kia đẹp quá. Sù, đừng có chạy lung tung con. Kệ Sù đi, không sao đâu. Mình vào thôi. Tưởng là đi nhà hàng, sao lại về đây? Thì ở đây khác gì nhà hàng đâu. Dạ, chào cậu Khang ạ. Hôm nay cậu muốn bếp làm món gì ạ? Hôm nay tôi sẽ đích thân vào bếp. Dạ. Sù, còn có sao không? Còn hư quá. Con xin lỗi anh Bảo, con xin lỗi anh Khang, con xin lỗi mẹ Minh. Thôi, mẹ Minh không mắng Sù nữa. Căn bản ấy là do bé Sù không biết cầm kiếm nên mới làm đổ vỡ thôi nhỉ. Để anh Khang dạy bé Sù cầm kiếm nhá. Nào, bé Sù bắt chước anh Khang nào. Gây. Hai. Lần nữa nào. Gây. Sù. Vậy là hư lắm nha. Thôi nào, không sợ. Để kiếm lên Khang cất cho rồi mình đi ăn nhé bé Sù nhé. Ăn thôi cả nhà ơi. Anh nấu chi nhiều dữ vậy? Bình thường mà. Mọi người tranh thủ ăn đi, không đói. Để anh gắp cho bé Sù ăn nhé. Đây, của bé Sù đây. Sù cảm ơn anh Khang. Của em. Cảm ơn anh. Để tôi gắp cho ông nhá Bảo nhá. Ăn thử đi. Thế nào? Ổn chứ? Anh Khang nấu ngon hơn món của anh Bảo nấu luôn. Thật không? Nếu mà bé Sù thích ý, thì ngày nào anh Khang cũng nấu cho bé Sù ăn nhá. Dạ, con cảm ơn anh Khang. Ăn tiếp đi. Ăn nước đi Bảo. Trong mắt công chúng, em là mẹ đơn thân, là cô họ của Bảo. Giờ anh muốn chăm sóc em với bé Sù, liệu có được không? Em thấy hơi quá rồi đó. Tại sao anh lại làm như vậy? Trước đây anh cứ nghĩ cuộc hôn nhân của em với Bảo là hạnh phúc. Nhưng khi về đây thấy em trong hoàn cảnh này, anh nghĩ
Bên vẫn còn cơ hội. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh nghe. Đứng lại. Mệt cũng chết luôn à. Anh đi đâu vậy? Em phải chịu có tập thể dục đi. Ngồi viết lách suốt như thế, sau này cẩn thận béo bụng mất. Nghề của em chỉ có hai con đường. Một là béo bụng, hai là đau bao tử. Càng ngày anh thấy em càng ấn tượng. Anh thích em hơn rồi đấy. Anh ấn tượng gì với em vậy? Em là cô gái thường xuyên lên nhận một lô sắc xông giải thưởng viết lách của trường. Ấn tượng quá là gì nữa. Với lại anh thấy tay nghề viết của em cũng khá ấy chứ. Đặc biệt ấy là anh rất thích quyển truyện Đôi Tay Mềm của em. Ôi, anh là fan của mấy chuyện xến sẩm ngôn tình đấy. À, hay là anh chuyển thể chuyện của em thành phim nhé. Dạ thôi, chuyện của em á chỉ để giết chơi thôi à, không có làm phim được đâu. Nhà anh có cả một công ty sản xuất phim ở Sài Gòn. Ý tưởng của em ấy sẽ được người trong công ty của anh chuỗi gọn. Cái anh cần ấy chính là tư duy của em đây này. Dạ thôi, làm phim tốn kém gì lắm, em không dám mạo hiểm đâu. Anh vừa nói là anh sẽ đầu tư cho em à? Nhà anh chả có gì ngoài điều kiện cả. Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi? Nếu anh nói em là cô gái đầu tiên và duy nhất, liệu em có tin anh không? Anh nghĩ là em có tin không? Anh nghĩ là em tin chứ. Vậy thì anh cứ nghĩ như vậy đi. Em đi về với đội trước đây. Nhưng mà chưa đến nơi mà. Anh tự đi một mình đi nha. Bye bye. Anh Khang, chuyện Đôi Tay Mềm á là thể loại kinh dị nha anh, và không phải do em viết nữa. Ok, bye bye. Anh biết là ngày xưa anh có một chút nông nổi, nhưng mà bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều rồi Mi Minh. Chả nhẽ em cứ muốn sống cuộc sống như này à? Anh không muốn nhìn thấy em thiệt thòi như vậy mãi. Anh Hưng ơi. Hả? Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, làm gì hôm nay khách sáo vậy? Dù em không biết trước đây em thế nào, nhưng sau thời gian này em cảm nhận được thành công của em là ngoài sức tưởng tượng. Em biết tất cả là nhờ có anh. Nhưng thành công nào cũng có sự đánh đổi. Em không muốn đánh đổi vợ con của mình, gia đình của mình. Xin lỗi anh, em muốn được rời công ty. Em nói gì? Em rời khỏi công ty? Một mình em làm nổi không? Nếu em có năng lực, em tin em sẽ đi lên bằng thực lực của chính mình. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Xin lỗi, em không muốn tạo thêm scandal nữa. Anh nói nghe nè, có thực lực chưa chắc đã nổi tiếng. Em không có scandal thì ai nhớ tới em? Nghệ sĩ không có scandal thì ai nhớ hả em? Em đừng có nặng đầu cái chuyện scandal trong cái nghề của mình, nó hết sức là bình thường. Dẹp nó qua một bên, đừng suy nghĩ tới nó nhiều. Ơn nghĩa của anh, em không biết làm sao để trả cho hết, nhưng mà em sẽ cố gắng. Thời gian này xin phép anh tạm thời cho em rút lui. Em nhớ tới công ơn của anh, em cố gắng đền đáp. Và bây giờ em rời khỏi công ty. Ok, mình chia tay.
ơn anh. Em xin phép. Đi cẩn thận nha em. Sáng nay anh đi đâu? Anh xin lỗi, dạo này vì anh công ty lừa mất nhiều hợp đồng. Chỉ cần là lý do. Anh coi người ngoài hơn cả con của mình rồi đó. Anh Ân có phải người ngoài đâu. Anh coi anh Ân như là anh trai của anh mà. Anh trai tốt quá. Vậy bao nhiêu năm qua người anh đó có bao giờ nghĩ tới cuộc sống gia đình của em trai mình như thế nào với những scandal đó không? Có nhiều cách để biết mà. Tôi học tôi không có bị ngủ gục nữa. Vậy hả? Trời ơi, tôi dạy gì tôi nghe hết luôn á bà. Giỏi vậy. Mà tôi không hiểu gì chứ. Trời ơi, ngu. Ngu vừa phải thôi. Học có để ý đâu không ngu. Trời ơi, trai. Dễ thương quá. Anh ơi, bước mấy trai lại đi. Mấy trai gì? Sang Sang ơi à, Bảo đi đâu vậy? Chở mình đi chơi đó. Dịch trước nha. Thôi đừng buồn mà. Bye bye. Bye. Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi. Và em đã đi không câu giả từ. Mê trai bỏ bạn. Từ đây về sau còn ai đánh đích tôi nữa chứ. Thêm với những nhớ nhung ban chiều khi.
thật nè. Anh có bao giờ chơi trò nhảy thác chưa? Chưa, chưa bao giờ luôn á. Mình lên phòng thay đồ ha. Con lên phòng thay đồ trước đi nha. Đi đi con. Anh với anh Ân có chuyện gì hả? Em đã nói với anh mấy cái chuyện giả mạo. Em đi. Chuyện riêng của anh em biết gì mà nói. Đúng rồi, trước giờ giữa chúng ta chỉ toàn chuyện riêng thôi. Dẹp hết mấy cái này cho tôi. Dạ, dạ, dạ. Thay hết đơ ghế màu xám. Dạ. Kêu mấy ông Bibi lên đây cho tôi. Tôi thấy bảo mấy ông trời điện tử ở dưới kìa. Dạ rồi sếp. Không thấy ai hết. Dạ lại sếp mới kêu vô. Bây giờ kêu họ vô đây lại. Dạ rồi. Tụi bố phòng này lúc nào cũng phải có người. Dạ rồi. Ai mà bỏ vô mọi người vô làm ra. Để lắm nhanh nhanh. Bình tĩnh. Ra ngoài chờ. Hiểu tôi nói gì chưa? Dạ. Tôi muốn khi tôi trở vô tất cả mọi việc phải hoàn thành. Dạ. Anh đang làm cái gì vậy? Anh hỏi em mới đúng. Từ đó đã nói với em rồi, đừng có lấy vợ. Em một hai đòi lấy, rồi cũng em bày ra mấy cái trò cô cháu. Rồi bây giờ bể thì mình làm mình chịu chứ em nói làm sao vậy? Nhưng anh làm vậy thì còn vợ con em. Thật ra là có cách. Quan trọng là em có chịu hy sinh hay không. Em nên nhớ phương châm của anh, là ta chỉ cho khán giả thấy những gì mà ta muốn cho thấy. Tin đồn không bao giờ tự nhiên có, mà sẽ xuất phát từ một thông tin tốt hoặc xấu. Tốt hay xấu đều do cách nói của ta mà thôi. Bão kéo đến chỗ Kỳ Lân cha đang kiếm ăn, và rồi suốt vài tháng sau đó, hai mẹ con Kỳ Lân không nghe được tin tức gì từ Kỳ Lân cha. Kỳ Lân con sợ lắm, sợ cha đi luôn mà không trở về với hai mẹ con. Kỳ Lân con buồn và nhớ cha nhiều lắm. Kỳ Lân con muốn cha trở về. Kỳ Lân mẹ thường hay an ủi Kỳ Lân con là một ngày nào đó phép màu sẽ đến với gia đình của mình. Cha sẽ không còn phải đi xa nữa, và gia đình Kỳ Lân sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có bao giờ anh nghĩ mình được lợi gì sau những scandal đó không? Đó là chuyện của công ty em lo làm cái gì? Em biết đó là chuyện công việc, nhưng mà bây giờ cái xù nó đã lớn. Lớn gì mà lớn? Nó đã đủ nhận thức rồi. Nhưng mà nó vẫn là con nít thôi.
Bây giờ anh muốn em phải làm gì để bảo vệ hình tượng tốt đẹp về ba của nó đây? Cuối cùng anh vẫn là ba của nó. Sang tên cho em. Miếng đất trên Đà Lạt anh cũng vừa bán được. Ngày mai họ sẽ chuyển tiền vô tài khoản riêng của em. Còn thêm cái quyển sổ này nữa là tiền học của bé Sù, từ giờ cho đến khi xong đại học. Mỗi tháng anh cũng sẽ gửi em tiền chu cấp cho con. Sau này nếu tiền học của bé Sù có gì thay đổi, cứ nói anh sẽ lo. Ba đi nha. Con ăn đi. Sao con không ăn đi? Mẹ mình ơi, nhớ anh Bảo quá. Sù nè, từ giờ con cứ gọi là ba đi, không cần phải gọi là anh nữa đâu. Con biết anh Bảo là ba mà. Mà mẹ Minh ơi, anh Bảo đi quay trường nào mới về? Ly, em diễn buồn quá. Chị thấy là cái phân đoạn này em nên vui hơn, hiểu không? Em chào chị, em đến rồi. Ủa? Sao hôm nay bà đến đây? Hôm nay em có cảnh quay mà. Em chào anh Bảo. Dạ dạ em nghe. Bắt cấp. Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Em nhiêu tuổi rồi, em đi ganh với mấy đứa nhỏ hả? Tính nó xấu bỏ nha. Mấy cái scandal vừa rồi em mang lại cho công ty không biết bao nhiêu lợi nhuận, vậy còn chưa đuổi anh nữa hả? Em làm không hả? Em làm ăn lương, đó là trách nhiệm của em nha Bảo. Đừng kể công ở đây. Em cũng giống như nhiều dự án khác của anh, mà em đã biết rồi đó. Dự án mà mình ôm lâu quá thì rất là nguy hiểm. Lỡ sau này em bị gặp tai nạn rồi
em mất trí nhớ lại lo cho em nữa hay sao? Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. À, quên, sẵn đây công ty quyết định khởi kiện em về những số nợ mà em thiếu. Nỡ hồi nào anh định vu khống em hả? Vu khống em? Tiền quần áo, tiền xe cộ, tiền vật chất của em ở đâu ra? Đó là tiền của công ty hết đó Bảo. Mấy cái đó đều được quy định trong hợp đồng hết. Làm gì có, anh với mày làm gì có hợp đồng nào hả? Nhưng mà Biên Lan giữ rất nhiều, lo mà trả nợ đi nha. Rồi sao đó? Anh bình tĩnh nha anh ơi. Buông ra. Đi, đừng mà anh đừng. Bây giờ làm việc. Mất việc chắc. Anh Bảo, đợi em bị đuổi rồi. Chuyển cái này về nhà nó, cấm tụi nó bén mảng tới công ty. Đường Đường là một chủ tướng hiên ngang ngoài ánh sáng, vậy mà chịu một mình trong bóng tối thế này à? Mày nhìn đủ chưa? Nhìn đâu như vậy, chắc mày sướng lắm ha. Rảnh không? À mà thôi, trông mày thế kia chắc biết là rảnh rồi. Đi với tao. Mày có job cho tao hả? Ừ, job này lớn đấy. Phó tướng muốn được thách đấu với Tiên Phong đội bạn. Chỉ sợ phó tướng đội bạn không đủ sức thôi. King, đủ rồi. Hả? Sao cơ? Tao thích thế đấy. Tâm, bắt đầu đi. Nhưng trận đấu kết thúc rồi mà. Yay! Ê, mình thắng rồi đấy. Làm gì làm, tao thách đấu với mày, ai thắng người đấy làm chủ tướng. Tao không đánh với kẻ yếu hơn. Nên nhớ, người học kiếm, việc chiến thắng bản thân quan trọng hơn so với việc chiến thắng đối thủ.
Trận đấu năm xưa giữa tao với mày vẫn chưa kết thúc. Một lần nữa, Tiên Phong xin thách đấu với chủ tướng. Tiên Phong chắc chưa? Hy vọng chủ tướng chưa quên luật đấu. Tiếp tục đánh như vậy thì muôn đời đường hồng thắng được tao. Rồi nhá. Mình bắt đầu nghiêm túc hơn rồi đó. Mày có muốn nghiêm túc hơn nữa không? Ý mày là sao? Mì mình. Mì mình không phải để cho mày cá cược. Vậy mì mình là để cho mày đối xử như thế à? Một thằng thiếu gia từ nhỏ sống sung sướng như mày, làm sao mà hiểu được cái cảm giác thiếu thốn tiền bạc nó kinh khủng như thế nào hả? Mày thì sao? Mày nghĩ mày giỏi á? Từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả á? Những việc mày làm có xứng đáng làm ba của bé Xu không? Nếu tao không làm như vậy thì sẽ không còn gì để lại cho mày con Mi Minh hết. Wow, hóa ra mày nghĩ nền tảng gia đình được xây dựng bằng tiền bạc á? Lý do thanh cao quá ha. Đáng mặt đàn ông quá ha. Phát hiện ra từ khi nào? Chuyện gì? Chuyện trí nhớ của tao. Tại sao mày lại phát hiện ra? Chuyện đấy không khó với tao Bảo ơi. Diễn viên khi diễn ở ngoài đời dễ phát hiện lắm. Mi Minh sẽ hạnh phúc bên cạnh mày hơn là tao. Đối xử mẹ con Mi Minh cho tốt. Không thì mày sẽ bậm dập hơn ngày hôm nay. Mày từ bỏ Mi Minh dễ dàng như vậy à? Mi Minh vui vẻ của ngày xưa đâu rồi? Mày có biết cô ấy chịu đựng mày đến mức suy sụp thế nào không? Cô ấy đã nghĩ là sẽ ly dị mày, nhưng rồi lại cho mày cơ hội. Và rồi mày khiến cô ấy thất vọng hết lần này lần khác. Tại sao mày lại nói ra chuyện này?
nào cũng yêu mình. Trên thế giới này, chuyện không thể cá cược và dễ dàng thua cuộc nhất, đó chính là tình cảm. Đã đến lúc mày cần hồi phục trí nhớ để kết thúc vai diễn lớn này rồi. Mọi người nên biết sự thật đúng không Bảo? Có cần tao giúp không? Xin chào các quý vị khán giả, tôi là Tường Vi. Tôi là Ca Nguyên. Chúng tôi là MC thảm đỏ của ngày hôm nay. Ngay lúc này đây, trên thảm đỏ của chúng ta đã xuất hiện rất đông các vị khách quý. Các bạn hãy cùng đoán xem họ là ai. Chúng ta không để cho khán giả chờ đợi lâu thêm nữa. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của họ trước giờ trao giải giải thưởng cùng chiến bàn lần thứ 15 như thế nào nhé. Mấy lý do phiêu du phương trời, ta lãng giữa quên thời gian. Để lưu trong tim ta mãi còn lại niềm vui trong từng phút giây. Ha, anh Bảo, anh Bảo. So, con đừng có bày ra nữa được không? Mẹ mệt lắm rồi đó. Mẹ mình mệt thì cứ để đó đi. Anh Bảo về anh Bảo dọn cho nhé. Qua đây chơi với con này xuống. Còn Trân nữa, chị nói em đi sửa kịch bản từ nãy giờ, cứ ngồi đó chơi hoài à. Chị Kỷ, để mới cho, để mới cho. Đó chính là nữ diễn viên Kelly, nữ chính của bộ phim điện ảnh Mật Danh 421. Anh Charlie Vũ. À, Mỹ Minh. Đợt trước khi mà trao đổi kịch bản qua email, anh có hẹn gặp em, nhưng mà không thấy em trả lời. Em biết không, anh phải hỏi mấy người bạn với biên kịch mới biết được địa chỉ nhà em đó. Do dự án này cũng gấp và anh muốn triển khai sớm, cho nên anh trực tiếp tới gặp em luôn. Ý tưởng kịch bản của em rất là thú vị. Anh đã bị cuốn hút ngay từ tóm tắt kịch bản ban đầu mà em đưa cho anh. Và anh muốn trực tiếp mời em làm biên kịch chính cho dự án lần này của anh. Em thấy sao? Là sao anh? Thì ý anh là... Không không. Tại sao không? Ý em muốn hỏi là anh muốn nói tới em nào? Trân, hồi chị nhập viện là ngày 14 tháng 2 đúng không? Dạ không, là rạng sáng 16 tháng 2. Lúc đó em mới nghe tin chị với anh Bảo nhập viện. Em tìm bên đó xem có USB ngày 15 tháng 2 của chị không. Chị, có nè chị. Đưa đây cho chị. Ngày 15 tháng 2. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình. Không chỉ được chồng đợi một chuyến đi du lịch Đà Lạt bù lại cho ngày Valentine, mà còn được đạo diễn Kelly Vũ dự phản hồi email mới của mình. Mình rất kỳ vọng cho kịch bản lần này. Thật ra thì thằng Bảo đã không cho chú nói. Chị còn em, có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Em cũng là phụ nữ, tất cả những chuyện đó sắp vượt mức chịu đựng của em rồi. Nhưng mà đối với em vẫn chịu đựng tốt mà. Mình ly dị đi. Em thôi đi. Em có sao không? Lần sau mình đừng cãi nhau lúc đang chạy xe được không? Nhà anh từng bị phá sản. Chuyện này anh chưa từng kể em nghe. Thời điểm đó gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Ba anh làm ăn thất bại và đổ nợ. Khi đó
duy nhất anh Ân giúp gia đình anh, rồi hướng anh đi theo con đường diễn viên. Anh có được ngày hôm nay, tất cả là phải nhờ anh Ân. Ân đó, anh không biết làm sao để trả cho hết. Nhưng mà anh có thể thỏa thuận với anh Ân mấy cái scandal với lại chuyện cô cháu của hai đứa mình được không? Em hãy tin anh đi, anh luôn biết đâu là giới hạn mà. Anh xin lỗi em, hôm nay là ngày Valentine mà anh lại chọc cho em giận nữa. Anh xin lỗi em. Anh. Hả? Em vừa nhận được mail của anh trai Ly Vũ. Ảnh mời em tham gia dự án mới này á. Thích vậy? Vậy khi nào em gặp ảnh? Em tính sau kỳ nghỉ này nè. Minh Minh ơi, áo phao nè. Không. Minh Minh ơi, không phải là do tai nạn xe. Nhưng tất cả đã muộn rồi chú. Người chủ động muốn ly dị là anh. Chú đã nói cho con biết, con xin phép chú. Mình con có còn yêu Đồng Bảo không? Có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình. Em chào anh. Chuyện em đâu có được dự thi. Đúng rồi, hôm nay em là khách mời mà. Thằng nào mời mày tới? Đây là sự kiện quan trọng, vợ trò thì đừng trách. Anh Ân. Ủa, ai đang làm phiền anh vậy anh Ân? Có một số người không được mời mà tự tới. Anh giải quyết được chuyện nhỏ mà. Ý anh là thằng này gì? Bạn thân em ấy, em mời mà. Có vấn đề gì không anh? Không. Mời. Đi mày. Em vào trước nha. Theo sát nó không cho vợ tròn. Say my hand, we'll run away. Hold my hand, anyway you say. I'm trying to tell anh đây biết rồi tình mình không phù sa.
ngay bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. And moving on to the next important part of the night. Phần công bố kết quả. Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. For the best actor of the year, the next award. Vâng. Kết quả bình chọn đó chính là Alo. Anh ơi, bình tĩnh, chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị khán giả. Vừa rồi chỉ tụi là trục trặc kỹ thuật nhỏ. Mong quý vị tụi khán giả bỏ qua. Tắt cái màn hình LED đi, nghe tôi nói không vậy, tắt cái màn hình LED đi. Nhìn những tấm hình này, chắc quý vị vẫn chưa quên cái scandal vừa rồi của tôi chứ. Nhân vật chính của scandal đó chính là người vợ hợp pháp của tôi suốt 8 năm qua. Thật ra tôi không hề có ý xuất hiện ở đây để tạo scandal. Tôi chỉ muốn nói sự thật. Xin lỗi đã tùy tiện đứng ở vị trí này. Bởi vì tôi không còn một cách nào khác để gửi một lời xin lỗi công khai đến người vợ đáng thương của tôi. Em thôi đi. Mỹ Minh đang bị lẫn lộn với hai sự kiện của tai nạn xe ngày 14 và tai nạn dưới nước ngày 15. Vụ tai nạn ngày 15 nó hoàn toàn không nhớ được. Riêng vụ tai nạn xe ngày 14, tuy tụi con thoát được nhưng nó lại gây ấn tượng nhớ rất mạnh với Mi Minh. Mi Minh đang sống ký ức tiếp diễn của ngày 14 khi đang tranh cãi với con. Trong trí nhớ của nó, mọi chuyện với nó vẫn đang xung đột rất khê khắc. Luôn có cảm xúc muốn ly dị con và hận con mãnh liệt. Chú thấy nó đang ở trạng thái tổn thương và tâm lý rất nặng nề trong ký ức đó. Hiện tại vùng đầu của con Minh bị tổn thương khá nặng. Mặc dù đã qua được cơn nguy hiểm nhưng vấn đề là nó bị cắt đi và tỉnh lại liên tục 2 lần rồi. Ở bên Mỹ chú cũng từng gặp trường hợp này. Họ gọi là chứng quên chọn lọc. Những người mắc bệnh này thường có ký ức chấp vá hoặc nhớ không đầy đủ về các sự kiện gây sang chấn. Khả năng rất lớn khi con Minh tỉnh lại, nó sẽ không nhớ hoặc lẫn lộn một phần ký ức nào đó. Và chú thấy con Minh nó thường bị kích động mỗi khi gặp con. Chú nghĩ con không nên gặp Minh trong thời gian này. Chú Thông ơi, nếu như Mi Minh tỉnh dậy mà người bị mất trí nhớ là con thì sao? Tất cả mọi chuyện là do chính tôi bày ra để có thể bù đắp và phục hồi lại ký ức cho vợ tôi. Mi Minh, nếu em có đang xem chương trình này thì anh muốn nói với em một điều rằng và con là điều tuyệt vời nhất của đời anh. Chương trình gì mà đem một thằng tào lao lên đó nó chiếm sóng vậy? Em thấy mọi người ở đây ủng hộ mà anh. Với lại lượt xem chương trình đang tăng cao, chương trình giải trí cũng chỉ cần có thế thôi. Em tưởng anh phải biết chuyện này chứ anh Ân. Nhưng đây là lễ công bố phát giải, muốn tạo ấn tượng thì để chương trình khác. Lúc nãy nếu em không cản thì
anh cho người lôi cổ nó xuống. Anh rất giỏi chuyện này. Em biết anh giỏi mà. Anh còn giỏi gán nợ của mình cho người khác đúng không anh Ân? Em nói gì anh không hiểu gì hết. Đừng tưởng tôi không biết. Anh bảo kế toán của mình làm giấy tờ giả để gán nợ cho thằng bạn tôi. Ok, đó là việc của công ty chúng tôi, không liên quan tới cậu. Em biết mà. Nhưng khổ nỗi em mua công ty của anh mất rồi. Cậu nói gì cho dễ hiểu được không? Và để nối tiếp chương trình sẽ là một ca khúc cùng tên với một bộ phim điện ảnh, đó là Thật Tuyệt Vời Khi Ở Bên Em do ca sĩ Andy. Công ty Gia Khang khởi kiện anh vì tội làm thất thoát tài sản công ty. Ở đây em có hai bản, em giữ một bản. Anh giữ một bản để tiện làm việc với luật sư của em nhé. Cho gọi bảo vệ. Ai có phận sự, xin mời ra ngoài. Tao tự đi được. Anh viết kịch bản hay quá ha. Đáng lý ra anh phải là nhà biên kịch mới đúng. Cũng học từ em thôi mà. Lẽ ra anh phải là diễn viên chính xuất sắc mới đúng. Anh có thể là một người diễn viên xuất sắc nhất, nhưng mà anh chưa phải là một người chồng tuyệt vời nhất. Bác sĩ Tuấn đã nói cho em nghe hết tất cả mọi chuyện. Tại sao lại giấu em? Anh không còn cách nào ngoài chuyện giả mất trí ra để có thể kéo dài thời gian bên cạnh em. Quan trọng nhất là anh muốn bù đắp lại cho em vì những thiệt thôi mà em phải chịu đựng. Nhưng mà hình như mọi thứ anh đã làm đều khiến cho em đau lòng hơn. Anh thiệt là không. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Anh xin lỗi em, Mỹ Minh. Con đường với người đó cần rất nhiều dũng khí và vị tha. Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy đôi khi ta không cảm thấy đáng quý, nhưng khi quay đầu nhìn lại, ta chợt phát hiện hóa ra thời khắc đẹp nhất chính là được ở bên những người ta yêu thương. Ai cho phép em buôn bán trong sân trường? Dạ, em làm này á là tại vì nhà em đang thiếu nợ.
Em mà không bán mớ đĩa này là chiều nay không biết sao trả nợ cho ba mẹ em luôn á thầy. Em còn định lát nữa em ra bên phòng đào tạo em rút hồ sơ. Tại em hết tiền em đóng tiền học rồi. Thật tuyệt vời cho bên thầy. Em cảm ơn thầy thời gian qua đã chăm sóc và lo lắng cho em. Em hãy nén đau thương lại. Dạ. Cố gắng sắp xếp chiều nay đưa thầy về nhà thăm ba mẹ em nhé.